Chào các bạn, Đại đây. Giới thiệu với các bạn Đô Điền, Thế Long, Hoắc Nguyên Giáp, và anh Đức. Hôm nay nhóm mình vào rừng săn cây cảnh, sẽ có rất là nhiều điều thú vị và bất ngờ diễn ra. Mời các bạn cùng theo dõi cuộc hành trình của nhóm mình nhé. Thử thách đầu tiên đó là qua suối lớn bằng cầu treo dân sinh. Ông phát rốt điện thoại xuống ông ơi. Ông đi vừa phải thôi. Ông Lâm. À, rớt điện thoại là bắt đền đó, tôi báo trước rồi đó. Mấy thằng khỉ đột. Ôi, 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 rớt, rớt, đồ nghề, đồ. Đừng có lắc nữa, trời ơi, rớt điện thoại. Khổ ghê luôn. Con suối này có tên rất là đặc biệt, suối nước đục, vì quanh năm nó không bao giờ trong. Đô Điền đã phát hiện ra điều gì đó, chắc có lẽ anh ấy muốn bắt một vài con cua. Đây là gốc cây bằng lăng, cũng khá là đẹp, nhưng mà to quá. Cây này không biết tên các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy gì không? Trên nó có rất là nhiều cái dây leo, nhìn giống dây xích. Bụi tre vàng này trông cũng khá là đẹp và có rất là nhiều măng, nhưng mà dường như hình như là không ai lấy. Đô Điền lại phát hiện ra tác phẩm để đời của anh ấy, một gốc cây mục. Và cũng chính anh ấy đã phát hiện ra một tổ muỗi có hình thù kỳ dị, nhìn giống như một quả trứng khủng long hóa thạch.